Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường của chúng tôi. Ở bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng được cập nhật vào cuối phiên ngày 12 tháng 3 năm 2020 và bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020. Và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trong nước dù giảm khá mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày 12 tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, sau tín hiệu tăng trở lại từ thị trường châu Á, giá vàng trong nước cũng nhanh chóng phục hồi và kết phiên với biến động trái chiều trong phạm vi hẹp vào lúc 18h14 ngày 12 tháng 3. Theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tiếp tục giảm 6 USD trên 1 ounce, tương ứng mức giảm là 0,3653%, hiện đang dao động tại mức 1.636,30 USD trên 1 ounce. Cụ thể như sau, giá vàng trong nước tính đến cuối phiên giao dịch ngày 12 tháng 3 năm 2020. Giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 46,90 đến 47,52 triệu đồng trên một lượng theo hai chiều mua vào và bán ra, tăng đồng thời 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tại SCC thành phố Hồ Chí Minh thì niêm yết giá vàng ở mức 46,90 đến 47,50 triệu đồng trên một lượng theo hai chiều mua vào và bán ra, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và chiều bán. Tại Phú Quý FTC thì niêm yết giá vàng ở mức 46,90 đến 47,20 triệu đồng trên một lượng theo hai chiều mua vào và bán ra, tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều mua vào, giảm 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Trong khi đó thì tại PNJ Hà Nội và PNJ thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng ở mức 46,45 đến 47,25 triệu đồng trên một lượng theo hai chiều mua vào và bán ra, giảm 250.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu thì niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 47 triệu đồng đến 47,25 triệu đồng trên một lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua nhưng giảm 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Còn trên thị trường thế giới, tính đến 6 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2020, theo giờ Việt Nam thì giá vàng trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.640,30 đến 1.641,30 USD trên 1 ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tháng 4 đã giảm 13,30 USD trên 1 ounce, xuống mức 1.647 USD trên 1 ounce. Sang phiên giao dịch chiều ngày 12 tháng 3 tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ do lo ngại về tác động kinh tế của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, giữa lúc Mỹ đình chỉ mọi chuyến bay từ các nước châu Âu trừ Anh trong vòng 30 ngày để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo đánh giá của chuyên gia Killer Zoda thuộc LG Market, lệnh cấm hoạt động đi lại với châu Âu của Tổng thống Donald Trump là một bất ngờ và cú sốc lớn cho thị trường và cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa nhận thấy tác động tài chính toàn diện của dịch COVID-19. Chuyên gia này nói thêm, các nhà giao dịch đang tiến hành bán vàng để bổ sung ký quỹ, qua đó tạo ra cơn gió ngược đối với kim loại quý này. Quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay từ châu Âu ngoại trừ Anh đến Mỹ trong vòng 30 ngày của Tổng thống Mỹ ngày 11 tháng 3 đã dẫn đến tình trạng bán tháo của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán toàn cầu và đồng USD. Trong khi đó, nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đang thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ nền kinh tế trước tác động của dịch bệnh. Ngày 11 tháng 3, Ngân hàng Trung ương Anh tiến hành cắt giảm lãi suất. Cục Dữ liệu Liên bang Mỹ Fed đã bất ngờ hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tuần trước. Ngân hàng Trung ương châu Âu được dự đoán cũng sẽ có những bước đi tương tự sau cuộc họp trong ngày 12 tháng 3 giờ địa phương. Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy vàng SJC có thể tiếp tục giảm trong ngày giao dịch 13 tháng 3 năm 2020. Phần tiếp theo của bản tin, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 46.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 47.500.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SJC Hà Nội mua vào là 46.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.520.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào là 46.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 47.450.000 đồng trên một lượng, chiều mua vào không thay đổi, chiều bán ra giảm 50.000 đồng trên một lượng. Doji Hà Nội mua vào là 46.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 47.300.000 đồng trên một lượng, giảm 60.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 40.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. PNJ Hồ Chí Minh mua vào là 46.450.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.250.000 đồng trên một lượng, giảm 250.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. PNJ Hà Nội mua vào là 46.450.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.250.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 250.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Phú Quý FTC mua vào là 46.850.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.250.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào là 47 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 47.250.000 đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Tại Mỹ Hồng mua vào 45.800.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.200.000 đồng trên một lượng, giảm 1.150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 500.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các ngân hàng. Ngân hàng Sacombank mua vào là 46.850.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.250.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại ngân hàng ACB mua vào là 46.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 47.200.000 đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Sacombank mua vào là 46.600.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.480.000 đồng trên một lượng, không thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại ngân hàng SCB mua vào là 46.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.300.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố. Giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố hầu như là đều tăng 50.000 đồng trên một lượng ở hai chiều mua vào và bán ra. Đầu tiên là giá vàng SJC Đà Nẵng mua vào là 46.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.520.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SJC Nha Trang mua vào là 46.890.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.520.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SCC Cà Mau mua vào là 46.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.520.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SCC Bình Phước mua vào là 46.870.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.530.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SCC Huế mua vào là 46.880.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.520.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Biên Hòa mua vào là 46.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.500.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Miền Tây mua vào là 46.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.500.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SJC Quảng Ngãi mua vào là 46.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.500.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SJC Đà Lạt mua vào là 46.920.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.550.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra. SJC Long Xuyên mua vào là 46.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 47.500.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào là 46.150.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.900.000 đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào là 45.850.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.700.000 đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Vàng nữ trang 24K mua vào là 45.038.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.238.000 đồng trên một lượng, giảm 98.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 198.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Vàng nữ trang 18K mua vào là 33.179.000 đồng trên một lượng, bán ra là 35.179.000 đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Vàng nữ trang 14K mua vào là 25.379.000 đồng trên một lượng, bán ra là 27.379.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 116.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 10K mua vào là 17.626.000 đồng trên một lượng, bán ra là 19.626.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 83.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, ở bản tin này chúng tôi vừa cung cấp tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng và bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020. Phần cuối của bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và đừng quên đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất.